Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Guto sẽ cùng với các bạn khui một trong những cái sản phẩm rất là đặc biệt của VMF, đấy là bộ nồi VMF 5 Avato. Đây là một trong những bộ nồi cũng được đánh giá rất tốt và được yêu thích tại Đức. Bộ nồi này thì nó cũng tương đối là dày và đẹp so với các bộ nồi thông thường của VMF. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn để khui thùng VMF Avato này xem là sản phẩm của Avato VMF như thế nào. Đây là bộ nồi VMF 5 Avato. Mình sẽ cùng các bạn mở xem bộ nồi này như thế nào. Thì bạn thấy là cái cách đóng thùng của VMF là rất là sắn. Đây là lớp bên trên và nó để tránh va đập cho cái phần vung. Đây là hai vung của Avato. Vung được thiết kế rất là chắc chắn, đẹp và bạn nhìn thấy là thủy tinh trong suốt cùng với viền kim loại bóng. Vung nồi rất là chắc nhé. Bộ này trông vậy nhưng mà mình cầm tay rất là chắc chắn, kỳ nặng. Okay. Đến lớp thứ hai của nó đi, thì đây là một cái xanh này. Cái xanh này thì là 16 cm này, nồi chắc chắn bóng đẹp, bạn nhìn thấy không? Đây dí đít nồi, bạn nhìn thấy là logo của VMF cùng với đó là các cái ký hiệu để cho bạn biết là nồi có thể dùng được tất cả các loại bếp, bao gồm cả bếp từ này. Đây là biểu tượng sử dụng cho bếp từ này. Nồi rất là chắc bóng. Và một nồi nữa cỡ 16 cm. Trong cái bộ năm này thì nó sẽ bao gồm là một cái nồi to nhất 24, hai cái nồi cỡ vừa hơn cỡ 20, một nồi 2 và một nồi cỡ 16 và một xanh cỡ 16. Thì đây là đến cái nồi thứ hai này, một cái cỡ 20 cm, cầm rất là chắc tay nhé. Và dùng nồi của VF rất là thích. Khi bạn nhìn cái này thì bạn có thể phân biệt được cái inox này khác với inox kia thế nào, nhưng mà khi bạn dùng bạn mới thấy được là cái cảm nhận bằng cái việc là cái nồi nào nó truyền nhiệt rất là nhanh, rất là đều ấy. Thì đấy là cái chất liệu nó làm rất là tốt. Đấy, biểu tượng logo của VMF, bạn nhìn thấy không? Từng cái đường nét rất là tròn trịa, rất là đẹp. Bộ này dày dặn. Và phần dưới đáy của bộ nồi Avato này thì bộ nồi Avato này nó đang có giá khuyến mại nha. Còn bình thường thì giá cũng tương đối cao đấy các bạn. Đây là vung của nồi cỡ 20 này. Đây là nồi cỡ 20 thứ hai này. Nơi này thì cao hơn nồi trước, dung tích của nó cũng được 3 lít. Nồi trước dung tích nó là 2,5. Thì bạn nhìn thấy không? Và cái từ quai kết thiết kế rất là gọn gàng. Và nồi cuối cùng đây là cỡ nồi 24 cm. Với nồi này thì các bạn có thể mua cà được rồi. Đây là bình thường ở nhà mình chỉ test kèo nấu canh măng để xài thôi. Đây là cỡ nồi rất là to, cầm nặng hết cả tay bạn. Các bạn nhé, quay nồi, đáy nồi, mọi cái rất là chắc chắn. Đấy, cho bạn chiêm ngưỡng bộ nồi Avato 5 của VMF. Ừ. Còn đẹp nhé. Đấy, hoàn thiện bộ 5 bóng bẩy sang trọng và đẹp. Và như vậy là mình mới giới thiệu xong với các bạn về bộ nồi 5 Avato. Và để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn liên hệ vào website guto.vn hoặc qua Facebook shop Guto, hoặc liên hệ với chúng tôi qua số Viber Zalo bên dưới. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip cùng Guto.